Thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 739 ngày Chủ nhật cuối tuần, Thân Việt muốn uh, gửi đến quý vị một câu hỏi. Câu hỏi đó là công lý có khó tìm lắm không? Qua phiên tòa phúc thẩm, câu hỏi này um, được đặt ra cho tất cả, những quý vị tất cả, uh, bên ủng hộ cho chị Hai và cả bên phản biện. À, đối với người ủng hộ cho chị Hai ừ, Họ cảm thấy rằng Công lý chưa có công bằng Với cái người à, gọi là đại diện Cho người nghèo Giúp đỡ những cái cầu mổ Những con tim mổ những cái mắt gì đó Vâng 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 vâ. Nhưng quý vị Còn đối với những người phản biện như chúng ta Thì chúng ta cảm thấy rằng Cái bản án đó đó quý vị Nó không được công bằng Nó không được công bằng với ai Thì ngày hôm nay thân Việt xin được trình bày với quý vị những cái câu chuyện ở phía đằng sau để có thể trả lời à, và Thanh Việt muốn quý vị trả lời câu hỏi này. À, Thanh Việt chỉ đưa ra những cái luận điểm chứ không trả lời giùm quý vị câu hỏi này là công lý có khó tìm lắm không. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay thì đâu đó quý vị mỗi quý vị sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình. Qua phiên tòa này coi như là vụ án chị hai đã kết thúc. Tuy nhiên cái âm hưởng của cái vụ án này vẫn còn là một cái chủ đề, một trong những chủ đề khá nóng trên mạng xã hội. Chị hai thì như quý vị đã biết, bản án dành cho chị ta cuối cùng là 2 năm, 9 tháng. Tiến sĩ luật chờ trời, trời, 2 năm. Bên của luật sư sĩ là 2 năm 6 tháng, ít hơn chị hai 3 tháng bên của nhà báo Hàng Ly là 2 năm bằng với tiến sĩ luật chờ chờ. Bên của chị hai còn có 3 nô tỳ, mỗi nô tỳ 1 năm trời. Tổng cộng cho 5 vị này là 7 năm 9 tháng tù. Đúng không quý vị, 7 năm 9 tháng tù. Bên của uh, Ly Ni và luật sư sĩ cho hai người là 4 năm 6 tháng tục Câu hỏi đặt ra trong chuyện này là là gì quý vị Công lý có khó tìm lắm không Thì đây là một trong những cái điều Mà Thanh Việt đưa ra Chỉ là một trong những điều thôi nha quý vị à, Chỉ là một trong những điều Nên quý vị đừng vội vàng kết luận ngay ở cái phần này Rồi bây giờ làm sao đây Bây giờ mình tính số trung bình đi quý vị 7 năm 9 tháng Chia cho 5 người Mỗi người sẽ trung bình được khoảng 19 tháng Nha quý vị 19 tháng cho bên của chị hai. Và bên của phản biện gồm có luật sư sĩ và nhà báo hàng Ni hai người, trung bình là 27 tháng. Như vậy, thân việc để dành cho quý vị trả lời cái câu này, nếu chúng ta chỉ đi so sánh, chỉ đi so sánh, cái số 5 tháng mà để phải thi hành án, cái bản án đó đó quý vị, bên của nhà báo hàng Ni là trung bình 27 tháng. Bên của chị hai trung bình là 19 tháng. Trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới đây của bên luật sư sĩ, ông là người duy nhất kháng cáo các bạn án Thôi việc dự đoán rằng trường hợp xấu nhất có thể, trường hợp tốt nhất có thể xảy ra với luật sư sĩ đó quý vị sẽ là giảm được 6 tháng. Trường hợp gọi là tốt nhất đó nha quý vị. Thay vì không hy vọng rằng luật sư sĩ sẽ lên ít hơn 2 năm. Trường hợp tốt nhất có thể xảy ra đó là 2 năm giảm 6 tháng. Như vậy cái số trung bình nha quý vị cho bên của hàng ni và luật sư sĩ mỗi người sẽ là 24 tháng. Như vậy vẫn còn nhiều hơn bên của chị Hai. Đó. Rồi quý vị tự uh, có câu trả lời nha quý vị. Công bằng hay không công bằng. Rồi. Bây giờ mình bỏ qua ba nô tỷ của chị hai. Hai người đứng đầu bên chị hai. Nhân quý vị, số trung bình là 57 tháng. Nếu chỉ tính hai người đầu. Nhân quý vị, số trung bình 57 tháng. Còn bên của luật sư sĩ và hàng ly hai người đầu cũng là hai người duy nhất trong nhóm này là 54 tháng. Hơn nhau 3 tháng. Bên của chị hai hơn hàng ni 3 tháng. Chỉ có 3 tháng mà thôi. Và rồi nếu mà luật sư sĩ và nhà báo hàng ni Nhân quý vị nhé, luật sư và nhà báo hàng ni Mà nhất là luật sư sĩ được giảm 6 tháng Thì à, tổng cộng của họ là 48 tháng Nhân quý vị, 48 tháng à, Vậy thì có công bằng hay không? Có công bằng hay không? Có công bằng hay không? Câu trả lời ở đây đó quý vị, nó phụ thuộc vào rất nhiều nếu uh, phiên phúc thẩm luật sư Sĩ không được giảm án thì cái số trung bình của họ là 54 tháng, rất gần với 57 tháng trung bình của bên hai người đầu tiên của bên nhóm chị Hai Còn nếu mà luật sư Sĩ được giảm 6 tháng đó quý vị nha, thì uh, bên bên của uh, luật sư Sĩ và nhà báo hàng đi tổng cộng sẽ là 48 tháng. Nha, 24 nhân quý vị nhân cho 2 là 48 tháng. À, cách biệt nhau đó là vì chính tháng của chị hai như vậy có trung bình không quý vị à, như vậy có công bằng không quý vị ừ. quý vị tự trả lời câu hỏi đó muốn trả lời câu hỏi có công bằng hay không á, thì cho phép thanh việt được nói thư chuyện với quý vị như thế này hai phiên tòa quý vị hai phiên tòa xảy ra nhưng tất cả đều cùng một câu chuyện giống quý vị cùng một câu chuyện một thể loại vi phạm đó là điều ba một à số người tham gia trong hai vụ này đều như nhau và hai bên cùng vi phạm như nhau như uh, nhà báo hành ni đã có từng đề nghị đó là không công bằng cho tôi nếu mà bên của viện kiểm sát quyết định là xử riêng hai vụ này à, một vụ là chị hai là bị cáo một vụ nhà báo Hằng Ni và luật sư sĩ là bị cáo. Đáng lẽ phải góp chung lại. Tại sao phải góp chung lại, thưa quý vị, để có một cái tính trung thực và chính xác của vụ án này? Bản án sẽ được công bằng vì hai sự việc, thưa quý vị, đều không độc lập với nhau. À, và vì xử hai phiên tòa khác nhau, nên thưa quý vị, chúng ta sẽ phải làm phép so sánh. Và nó sẽ rất là không công bằng. Nhưng quý vị rất là không công bằng Hành vi vi phạm của chị Hai Kéo dài một năm trời Luật sư sĩ 9 tháng Nhà báo hàng ni và tiến sĩ luật chờ trời Khoảng à, à, 6 tháng Chúng Không phải 9 tháng thưa quý vị Khoảng 6 tháng Mà cái bản án dành cho Chị Hai đó quý vị Là 2 năm 9 tháng Nó không khác biệt gì So với những người còn lại Thưa quý vị, và cái số người mà chúng ta phải để ý đây quý vị, đó là chị Hai và tiến sĩ luật đó. Mặc dù họ chối bỏ, nhưng cái hành vi vi phạm của họ đã được viện kiểm soát. Nhưng quý vị, nhắc đi nhắc lại, đây là một sự vi phạm có tổ chức và vi phạm nhiều lần. Liên quan đến rất nhiều cá nhân, à, mà trong đó ít nhất 10 người được công nhận từng là bị hại nhưng vì chuyển đổi sang 331 nên họ được gọi là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Luật sư Trọng Văn Sĩ và Hàng Ly thì hai người có quen biết nhau nhưng hành vi vi phạm của họ đều độc lập và chỉ là những cái phản ứng với hành động của chị hai trên mạng xã hội. Thế mà thưa quý vị, cái bản án dành cho nhà báo Hằng Ni và luật sư sĩ đã à, quý vị Gần như là bằng Với uh, chị hai Và tiến sĩ luật trời trời Như vậy thưa quý vị Quý vị nghĩ có công bằng hay không Chị hai vi phạm Lăng mẹ Sĩ nhục Xúc phạm Rất nhiều người Rất nhiều thưa quý vị Chị hai còn hơn cả hàng ni và luật sư sĩ Khi tự mình kéo đi đến nhiều nơi mà cái phần mà kéo đi đến nhiều nơi đó quý vị thì hoàn toàn không được nhắc đến trong cả vòng sơ thẩm đến vòng phúc thẩm cái mà người ta nhắc đến đó quý vị có cái điểm mà không biết quý vị có để ý hay không đó là hành vi vi phạm của chị hai là đi lăng mạ người này đi lăng mạ cá nhân của người kia nhưng mà khi kết tội thì lại kết tội theo điều 331. Đó là những cái điểm thú vị mà tại những cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm Làm cho chúng ta Cứ uh, Bấm bụng, Xoa đầu Nhức óc, Không hiểu tại sao à, Không hiểu tại sao Quý vị có tưởng tượng rằng Quý vị có tưởng tượng rằng um, Nói một đằng Rồi kết luận một nẻo gần, gần như vậy đó quý vị uh. Nói một đằng Giống như là người ta nói rằng tôi không thích hát nhạc bolero nhưng mà rồi khi mở miệng ra thì lại hát một bài rất là bolero nó gần như vậy đó quý vị. Đó là hành vi của chị Hai thì trong cái bản cáo trạng mà viện kiểm sát đã đọc đi đọc lại thì cho rằng à bà đã lăng mạ người này, à, bà đã lăng mạ nghệ sĩ kia, bà đã lăng mẹ nhà báo này, bà đã lăng mạ nhóm này nhưng mà khi kết luận đó quý vị thì lại nói rằng không bị hại. Hành vi của người này là an ninh trật tự xã hội điều 331. Đó là những cái điểm thú vị, khi mà người ta chỉ có giải thích rằng tôi trong 3 vụ án trong ba cái tội danh là 155, 156 và 331 thì tôi quyết định là chọn cái nặng nhất và cái nặng nhất đó là 331. Cái nặng nhất đó là 331. À, và người ta nói rằng quên hẳn hoàn toàn cái việc kết hợp 331, 155 và 156 ba hành động này độc lập với nhau thưa quý vị nếu mà nói về 1 331 đó quý vị thì đầy đủ bằng chứng để ghép tội chị Hai nào là phá an ninh trật tự xã hội bằng cách là đi đến nhiều nơi bằng cách rằng đã lên án rất là nhiều những người làm trong cơ quan nhà nước từ cấp lãnh đạo tại thành phố cho đến cấp trung ương và về sau này, đó quý vị, người ta nhầm lẫn ở một cái chỗ như thế này nè, à, người ta làm những... Làm, làm ở một cái điểm này nè, thưa quý vị, làm ở điểm nào? Đó là một người chúng ta đi vu Chứ chúng ta không vu khống không chính xác cho một người nào cả, chúng ta vu khống bông quơ vậy, rồi khi mà cái câu chuyện nó xảy ra đối với một người khác thì chúng ta lại hô lên là nhận công à nhờ chị đó chị hai nói rằng sẽ có những cái ghế sẽ bị rơi rồi sau khi chị hai kết thúc câu chuyện bị vào trong khám à khoảng một năm sau thì cái ghế của à, chủ tịch tỉnh này à, bí thư của tỉnh kia bị thế là mọi người ủng hộ chị hai à, đưa chị hai rằng Chị nhờ chị Nhờ chị đã nói trước là những cái ghế này Sẽ bị bay Và bây giờ nó bay à, Nếu mà nói như vậy đó quý vị Thì chúng ta phải kể công luôn cả Cho chị hai có những cái trường hợp Của những năm trước Cái chuyện mà chủ tịch tỉnh này Bí thư tỉnh nào Rơi ghế đó quý vị Nó đâu có xảy ra trong năm 2024 không 2023 không Mà nó đã xảy ra từ những năm Đúng đúc lọ nào rồi trong suốt những thời gian vừa qua chuyện đốt lò của uh, Tổng Bí Thư đó là một câu chuyện đã xảy ra không có gì làm ngạc nhiên thế mà người ta cứ uh, lấy cái tên của chị hai bất cứ mọi chuyện gì xảy ra đều cho cái tên của chị hai vào trong đó và cho rằng chị ta lập công thưa quý vị đó không phải là cái cách thức nói chuyện trong một xã hội văn minh kính thưa quý vị Nói như vậy để làm gì? Nói như vậy để thân việc muốn cho quý vị thấy được rằng hành vi vi phạm của chị hai rất nhiều. Với nhiều thể dạng khác nhau. Hành vi vi phạm của nhà báo hàng ni và luật sư sĩ nếu có chỉ là một hành vi. Nhà quý vị. Nên cái bạn em mà được cho rằng rất là gần nhau về số thời gian phải ở trong chạy tù. Nó cho thấy rằng hai sự việc vì vô tình hay cố tình đã xét ở hai phiên tòa khác nhau nhưng quý vị nên đã, đã thiếu cái tính trung thực và chính xác của vụ án quý vị có cảm giác thấy rằng hai người tranh cãi với nhau dẫn đến những cái câu chuyện đáng tiếc rồi thì xét xử cả hai nhóm người đó độc lập không quý vị thư không họ sẽ xét xử cùng với nhau vì hành động của chị hai dẫn đến hành động của nhà báo hàng đi và hành động của nhà báo Hằng đi lại dẫn tiếp đến hành động của chị hai và là nó gọi là cứ qua có lại có qua có lại cứ qua lại qua lại như vậy mà qua lại như vậy nhưng quý vị vì người này nói thế này nên tôi mới nói thế kia và vì tôi nói thế này nên người nọ phải nói thế nọ. Và rồi sự tranh cãi nó đã xảy ra ở trên mạng. Thì thưa quý vị, phiên tòa phải được xem xét trong cùng một buổi chứ không phải được tách ra như những gì mà chúng ta đã thấy. Bây giờ đến cái câu chuyện thứ hai. Nó dễ dàng để thấy hơn. Và đối với Thanh Việt, đây là một điều đắng cay nhân quý vị một điều đáng cay à, đáng cay cho cái câu chuyện về công bằng cái câu chuyện có những cái um, vi phạm mà một người bình thường có thể nhận thấy được cái điều mà thân vị cảm nhận thấy được đâu quý vị đó là một số tờ báo đã lên tiếng à, giải thích cho một số cái hình ảnh mà đã để lên trên mạng xã hội. À, thưa quý vị, những cái hình ảnh này, những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh chính thức được có nguồn từ các báo, rồi sau đó được, được mạng xã hội lan tải. Và rồi thưa quý vị, tất cả tất cả những người Việt nói chính Việt trên toàn thế giới đã thấy được hình ảnh đời. Đó là hình ảnh gì? Đó là cái hàm răng đính kim cương của chị hai. thân Việt không quan tâm là cái giá kim cương là bao nhiêu tiền, 100 ngàn, 500 ngàn, 1 tỷ, nửa tỷ. Cái câu chuyện đó thật sự không quan trọng. Thưa quý vị, câu chuyện đó không quan trọng. Cái à, à, cái hộp kim cương đó, cái hạt kim cương đó có nuôi được một người bao nhiêu lâu không quan trọng. Hột kim cương đó là có giả hay là có kim thiệt cũng chẳng quan trọng gì. Cái đó là cái điều nếu mà một ai đó mà chúng ta cứ phải đi chạy theo nào là cái giá trị của cái hộp kim cương đính trên cái răng của chị. Thì thưa quý vị, chúng ta đang bỏ những cái cái chuyện nó quan trọng hơn nhiều. Như quý vị, bỏ bỏ nhiều chuyện. Giống như là một người đó quý vị, họ cứ lo giữ cái túi sách của họ như quý vị họ lo giữ cái túi sách của họ mà túi sách của họ đó quý vị nó chỉ có um, 5 6 triệu thôi nhưng quý vị 5 6 triệu đồng thôi trong khi ở nhà đó quý vị họ để vàng này, họ để tiền này, nhiều vô kể Và họ không để ý nha quý vị và có khi người ta lo giữ cái nhỏ rồi người ta mất một cái lớn cái mà thôi việc muốn nói đó quý vị à, Nói toạt ra đó Là cái gì Là tại sao chị hai lại được Đính cái kim cương đó Ai đã đính Đính từ lúc nào Không cần biết kim cương thiệt hay kim cương giả Không cần biết là nó được đính Một ngày, hai ngày Trước khi chị ra tòa Thế bây sẽ giải thích cho quý vị thấy Rồi cái chuyện Lỗ tai đã được sọ Và được đeo cái hạt chai vào bốn lộ. Đây là những cái hình ảnh mà chị hai không có trước đó. Nha quý vị. Cái chuyện cái lỗ tai được xỏ và đeo bốn cái hạt chai là chị hai hoàn toàn không có ở phiên sơ thẩm hay là trước khi bị tạm giam. Cái hàm răng đính kim cương cũng vậy, thưa quý vị. Hàm răng đính kim cương cũng vậy, thưa quý vị. Một số quý vị có đặt câu hỏi rằng chị hay hay cười và khoe cái hàm răng cứ đứng kim cương của mình tại phiên tòa phúc thẩm để cho báo chí chụp có mục đích là gì? Quý vị tự có câu trả lời. Vì quý vị biết được câu trả lời rồi. Cái điều mà Thanh Việt muốn muốn trao đổi với quý vị theo luật pháp chuyện sỏ lô tai, chuyện hàm răng đính kim cương không có một cái đạo luật nào cho phép cả nhà quý vị và không nhận tại trại giam của Việt Nam mà bất cứ một trại giam nào trên thế giới cũng không có trường hợp đó nhà quý vị một người được xỏ lỗ tai một người được đính kim cương giả hay thiệt khi là một phạm nhân nhưng quý vị thì giống như là một người đi du lịch rồi cái thứ quý vị chứ không phải là một phạm nhân sự khác biệt giữa phạm nhân và một người bình thường đó quý vị đó là một số cái sự tự do mà họ không có được tự vì họ có những hành vi vi phạm còn đây đó quý vị cái điều duy nhất mà chị hai không có được là gì quý vị đó là không có các cái buổi live stream để chị hai cười hô hố để chị hai lên lăng mạ người này người nọ. Đó là cái sự duy nhất chị hai không có được. Nhưng quý vị, điều duy nhất chị hai không có được là cái chuyện đó. Chứ bây giờ chị hai có những cái mới nữa. À, ai đã cho phép xỏ lỗ tai? Nhưng quý vị, ai đã cho phép sỏ lỗ tai? Ai đã đưa những cái bông tai đó cho chị hai đưa lúc nào? Ai đã vào trong trại tại Bình Dương để đính kim cương cho chị hay là cái kim cương này được đính vào buổi sáng trước khi chị đến có lẽ là kim cương thiệt có kẻ là kim cương giả nhưng thưa quý vị trong bất cứ một điều luật nào của bộ luật tố tụng hình sự chúng ta không cho phép nhưng quý vị chúng ta không cho phép chuyện này tờ báo lao động đã giải thích rằng à, luật pháp nhân đạo của chúng ta cho phép một phạm nhân được trang điểm trước khi ra tòa. À, điều đó, điều đó đó nha quý vị, cũng không có. Tuy nhiên, tuy nhiên, nó đã xảy ra nhiều lần và nó không được sự hướng dẫn chính xác của bộ luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, với cái tính nhân đạo, một số việc thì được nữ quản giáo hay là nam quản giáo họ cho phép một là họ trang điểm dâm hai là người đó tự làm họ tạo điều kiện cho làm nhưng tất cả nó đều ở một cái mức giới hạn nào đó cái chuyện mà đính kim cương cái chuyện mà xỏ lỗ tai nó không quan trọng ở cái điểm là kim cương thiệt hay kim cương giả hột chai giả hay là hạt chai thì không quan trọng, cái quan trọng là ai đã làm, ai đã cho phép có một cái sự đòi hỏi quá mức cần thiết của một nữ phạm nhân, cái đó mới quan trọng thưa quý vị ạ. À. chuyện trang điểm hoàn toàn khác hẳn với cái chuyện đính kim cương, bôi cho cái môi son nó đỏ lên, đánh cho cái má cho nó trắng lên, hồng hồng. Nhượm cho cái tóc nó bớt bạc. Nó còn để lại. Đâu đó một cái màu. Đo đỏ. Vì quá vội vã. Cái đó các quý vị. Có thể chấp nhận được. Nhưng quý vị. Vì nữ quảng giáo. Nào đó. Đã tạo điều kiện cho chị hay làm. Và điều này đã xảy ra trong quá khứ. Tại một số phiên tòa. Và thay việc đã trao đổi với quý vị. Như các phiên tòa mà xử những người giàu, những người nổi tiếng và họ muốn giữ hình ảnh của họ tại cái phiên tòa đó thì họ được phép nếu nữ quản giáo nào đó chấp nhận nhưng mà để đi một bước xa hơn, thưa quý vị để đi một bước xa hơn đính cái kim cương thiệt, kim cương giả, sọ cái lỗ tai, sọ bốn lỗ thì điều đó thưa quý vị có thể là chưa bao giờ có chưa bao giờ có. thì đây thưa quý vị sọ bốn lỗ. mà theo thanh vị được biết đó quý vị những cây uh, sọ lộ tai như thế này nè quý vị nhá, nha những cái sọ lộ tai như thế này nè. nhưng quý vị là sao? có hai chuyện, có hai chuyện sọ lộ tai bắt buộc phải đeo. nhưng quý vị còn xỏ cái lỗ vành tay như thế này mà không đeo quý vị Lâu ngày đó Đã 2 năm trời rồi Nó sẽ bị bịt lại Mà chuyện mà đeo nữ trang Trong trại giam Là không có Nhưng quý vị Tự vì cái hột chai này để xỏ vào được Cái đầu của nó phải nhỏ Có thể gây sát thương Cho một người nào đó Hay là gây sát thương cho chính mình Nên những cái vật đeo như thế này Nha quý vị Là không chấp thuận Không được chấp nhận Trong bất cứ trại giam nào Thế thì ai đã đưa cho chị Tương tự Cái kim cương Rất rõ nha quý vị Giả thiệt Thế thì không quan tâm 100.000, ngàn, 500.000, ngàn, 1 triệu đô 3 triệu đô, 10 tỷ đô Cũng chẳng quan trọng gì Cái quan trọng Đây là những sự đòi hỏi dư thừa và nó không nó cho thấy chẳng khác gì chị hai đang đi một chuyến du lịch nghỉ dưỡng xe giảm bớt một số cái quyền tự do sung sướng mà chị hai có được so với lúc ở tại nhà nhưng quý vị còn tất cả mọi chuyện đều như nhau và có khi còn được hơn nữa đây là một sự nhức nhối Một điều nữa mà Thanh Việt cũng cảm thấy rất là Là sao quý vị Công tâm hay bất công Một nữ phạm nhân Được đưa đến Hay mời đến Quý vị muốn sử dụng danh từ nào cũng được Cũng chẳng quan trọng gì Để Làm bằng chứng trả lời những câu hỏi để cho tòa có thể đưa ra một cái kết luận chính xác cho những người nô tỳ những người đồng phạm của cái phạm nhân đó. Thì như vậy đó quý vị. Theo bộ luật hình, bộ luật tố tụng hình sự rất là rõ ràng. Người phạm nhân đó không được tiếp xúc nói chuyện với những bị cáo khác khi mà chủ tọa không cho phép. Ôi thế mà chị Hai Chị hai làm gì quý vị? Chị hai ôm nè. Chị hai hôn chụt 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 cái nè. À, một số quý vị nói. Rồi. thay vì không được chị hai hôn canh tị chứ <laughs> gì. Có thể là vậy đi quý vị. À, có thể là vậy. Như quý vị. Nó cho thấy một cái gì quý vị? Sự thiếu trang nghiêm Trong một phiên tòa tối cao. Như thế này. Như hình ảnh đó đó quý vị. Nó làm u mờ. U-M quý vị nhé Đây Ôm Hôn chuột, Ê Ông người bên cạnh Đó là hai nô tỳ của mình Thưa quý vị Hình ảnh này Cố tình hay vô tình Cho việc không cần biết Chủ tọa có thấy hay không Thưa quý vị Chắc chắn chủ tọa Nếu không thấy thì những người cảnh sát trong tòa đó phải thấy. Và thưa quý vị, những hình ảnh này, nó nói lên một phần nào, nha quý vị, cái phiên tòa ngày hôm đó. Còn nói cái gì? Thì tùy theo quý vị có thể điền vào. Thay vì bình luận đến thế. Cái chuyện thú vị là nếu mà quý vị uh, nhìn vào cái um, vóc dáng của chị hai, nhá, cái bộ mặt của chị hai, những cái đá lông nheo của chị hai, rồi quý vị so sánh với hình ảnh của nhà báo Hằng Ni và luật sư sĩ, hay bất cứ những cái phạm nhân nào, nha quý vị, trong quá khứ, thì quý vị thấy một trời một vực. Thế mình nhớ rằng uh, trong một uh, vụ án mà thanh việt biết khi mà một nữ tổng giám đốc của một ngân hàng, nha quý vị, không phải là bà 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 Lan hiện nay đâu nha quý vị, trong quá khứ, khi mà bị bắt các quý vị, trước khi bị bắt á, thì mái tóc còn đen, chắc là vì nhu nhưng mà sau khi mới tạm giam mới có một um, 6 tháng thôi, thưa quý vị, được đưa đến tòa trong cái phiên sơ thẩm. Thì hình ảnh của một người phụ nữ quyền lực sang trọng đã mất hết bây giờ già nua nha quý vị hóc hát hình ảnh đó quý vị có thể tưởng tượng như là trường hợp của luật sư sĩ cũng vậy nhưng đối với chị hai thì chị hai cứ như là đang đi dạo đang đi nghỉ mát nghỉ dưỡng uh, Thưa quý vị, một cái hình ảnh đó quý vị Nó có thể bằng được một cái đoạn văn để mình mô tả Nhìn hình ảnh thôi đã đủ rồi Không cần phải mô tả nhiều Dùng một lời, dùng một cái đoạn văn để mô tả được cái tình trạng hiện tại của chị hai Nhưng một hình ảnh cũng có thể đã nói lên hết tất cả Một phiên, một vụ án mà điều tra kéo dài đến một năm rưỡi dành cho chị hai Nhưng cuối cùng đó quý vị, chị hai vẫn mập Hay là vì... Tại trại giam tại Bình Dương họ quên cho chị hai tập thể dục nhưng chị hai nghỉ dưỡng quá nhiều những quý vị rồi cái cân nó cứ tăng lên thanh việt nói rồi chị hai cần phải tập thể dục nhiều một chút chứ để nó sồ sề như vậy nó cũng kỳ nó ngược với những cái gì mà họ hàng của chị hai đã kêu là xin cho chị hai được toại ngoại đó quý vị nó là vậy cái chuyện thứ ba. Câu thứ ba là thầy mình muốn nói đến cái cái hình ảnh phải gọi là đáng lo ngại cho một bộ phận xã hội. Có thể nói rằng xã hội đã chứng kiến rất nhiều vụ án. Từ những người có chức có quyền cho đến những người giàu có, cho đến những người nghèo mà đã vì một lý do gì đó mà lại là một bị cáo trong một vụ án hình sự thì chưa bao giờ có một phạm nhân. Thế việc dùng chữ phạm nhân ở đây là người đã có tội và đã chính thức nhận cái kết quả, cái kết luận của tòa. Nhưng quý vị đến từ bị cáo trở thành là phạm nhân thì chưa có một phạm nhân nào lại được nhiều người ủng hộ tại tòa như vậy quý vị có thể uh, báo chí thì không đăng nhưng mà quý vị có thể xem trong các cái kênh ủng hộ chị hai thì quý vị thấy có rất là nhiều uh, quý bà con cô bác lớn tuổi ở khắp nơi tặng hoa tặng hoa nha quý vị khi mà một người đi đến xem một phiên tòa họ cầm một bó hoa thật bự để họ hy vọng rằng họ tặng được cho cái phạm nhân đó, cho người bị cáo đó. Mà nhất là phạm nhân đó đó quý vị. Là phạm nhân là người đang thi hành cái án đó trong một trại giam. Thì nó chỉ có hai trường hợp. Cái người mang hoa đó quý vị. Lại uh, thiếu cái sự hiểu biết đến như vậy hay sao? Hoặc là cái đo hoa đó. Chỉ là làm màu. Để um, cho người ta quay phim chụp hình nó chỉ có hai trường hợp có nghĩa là mình thiếu sự hiểu biết về pháp đình một phạm nhân khi đến tòa họ phải đi như thế nào cho dù không có đeo cái này không có đeo cái nọ không được lôi kéo bởi bộ phận giữ trật tự an ninh bảo vệ tội phạm như thế nào. Nhưng uh, chắc chắn họ sẽ không có thời gian và được phép để nhận cái bó hoa từ những người hâm mộ. Điều đó là không không có nha quý vị. Dù cái trường hợp này có có đính luôn cả kim cương và có sỏ lỗ tai rồi. Nhưng cũng chắc là không bao giờ có thể nhận được bó hoa. Vậy thì một, như vị đã nói, những cái nhóm người mua hoa đến để hy vọng tặng hoa cho chị đó quý vị chị hai là họ không biết gì cả họ chẳng hiểu gì cả hai là đó chỉ là một cái vở kịch ai đó mua hoa để rồi có mục đích để quay phim để cho thấy một cái sự ủng hộ cái điều đó cũng rất là bình thường cái đó quý vị điều đó rất bình thường những ca sĩ chưa lên chưa nổi tiếng khi đi hát cũng đã nhờ người thân mua hoa rồi chạy lên sân khấu để tặng hoa. Nhưng quý vị, tạo một sự chú ý là có nhiều fan hâm mộ. Thì cái chuyện đó đó quý vị, đó là chỉ là một cái uh, nghệ thuật. Nhưng quý vị, một cái kỹ xảo để tạo một cái hình ảnh đẹp. Chuyện đó đã xảy ra rồi chứ không phải là không. Tuy nhiên, xảy ra đối với một phạm nhân thì có thể đây là lần đầu tiên thanh việc thấy được. Nha quý vị. Đó. một là chị hai đã pie um, não nêu cái hình ảnh của chị ta trong năm 2021 quá tuyệt vời để rồi chị đã đánh lừa quá nhiều người nha quý vị quá nhiều người mọi người đi theo cái lý thuyết rằng nói thật nói thẳng dù thô dù sai dù lân mạng người khác cũng vô tư à thôi việc lúc đầu thì Phản đối cái câu chuyện này kịch liệt Nhớ quý vị Nhưng cái kết quả của cái phiên tòa Phúc Thẩm Thì tới việc đã nói rằng cũng có khả năng lắm chứ À cũng khả năng Nói thẳng nói thật Dù thô dù sai Dù lăng mẹ cũng chẳng sao Vì tôi có Có cái xiền gì đó à, Có thể bảo đảm được à, Kinh tế gì đó Thưa quý vị đó là những cái sự suy nghĩ rất nguy hiểm cho xã hội. Chị hai cũng đã từng nói rồi mà, ôi có bảy triệu rưỡi cho bao nhiêu, nhầm nhỏ gì, phạt thì cũng cho bảy triệu rưỡi thôi. Nhưng mà tôi được nói nhiều hơn, à. thưa quý vị, đó là những cái suy nghĩ rất sai và hy vọng rằng, nhưng quý vị, luật pháp về cái mặt phạt hình sự của chúng ta sẽ được thay đổi lại, nó đi theo tỷ lệ về cái nguồn tiền thu nhập của cái người phạm tội Chứ là không phải đi theo một tỷ lệ Cố định 7 triệu rưỡi đối với một người nghèo thì rất là nhiều Nhưng 7 triệu rưỡi đối với một người già giàu đâu quý vị Thì chỉ là một cái hạt cát bụi Trong sa mạc Chuyện Pierre Hình ảnh Để trở thành một người nổi tiếng Điều đó hết sức là quan trọng Nha quý vị Quý vị thấy những bài hát Những bộ phim cần được sự PR lắm chứ quý vị. Dĩ nhiên là khi mà PR kéo người đến rạp xem rồi, thì người ta mới bỡ ngỡ là phim cũng OCK thôi, tạm tạm thôi, cũng, cũng chẳng có gì mà nổi bật. Nhưng cái lượng người đi xem đã đủ rồi. Hình ảnh của chị hai cũng vậy, đã được PR rất là mạnh bạo trong năm 2021 và đã kéo theo rất là nhiều người ủng hộ. Dĩ nhiên là cái số lượng ủng hộ cho chị hai đã rơi rụng rồi. Trường hợp thứ trường hợp nữa đó quý vị, đó là những cá nhân này, những cá nhân mà đi theo đến trước cái phiên tòa phúc thẩm vừa vừa qua đó quý vị, ở đến trời tối luôn đó. Rồi xe nào đi qua đây chạy theo để tặng hoa à, với theo gọi à, chị Hai Mãi Định, chị Hai Mãi Định đó quý vị. Đã. Họ là người được thuê hay là họ làm vì một cái quyền lợi gì đó? Thưa quý vị rằng nếu quý vị theo dõi đó quý vị quý vị thân việc thoáng qua đã hiểu được đó là những quý vị trong một bộ phận rất nhỏ của xã hội, trong một xã hội mà có đến 90 đến 100 triệu dân. Thì đây là một cái số người rất nhỏ. Nhưng số người rất nhỏ. Nhưng mà cách đối thoại của họ và được ghi nhận lại qua những các cái buổi livestream của những YouTuber ủng hộ cho chị Hai thì cho chúng ta thấy được rằng những người đó đó quý vị, những người mang hoa, những người hô vang, những câu chị hai mãi định đó, họ không hiểu gì về luật, họ không hiểu gì về tòa án và họ không hiểu gì tại sao chị hai lại bị tạm giam, tại sao chị hai lại phải thi hành án, tại sao chị hai thế này, tại sao chị hai thế nọ, thưa quý vị, họ không biết gì cả. Vì những cái câu nói như vậy đó quý vị, tại việc mới có cái nhận định rằng khả năng thế mình chỉ nói khả năng đấy nha quý vị chứ không phải là như đông như đinh đóng cột mặc dù thêm việc họ đinh thiệt nhưng không thể nào đinh đóng cột được đó là cái gì quý vị họ có thể là được thuê hay họ làm vì một cái quyền lợi gì đó chứ những người ủng hộ thực sự uh, chị hai thực sự đối quý vị yeah. thì không thể nào làm những cái cái việc mà rất là lạ kỳ như vậy. Mua hoa để tặng cho một phạm nhân. Dù phạm nhân đó có được đối xử như một bà hoàng. Nhưng quý vị, thì chắc cũng chẳng ai dám để chị hai bước ra để nhận những cái đó hoa đó. Thôi việc xin tạm dừng chương trình ở đây. À, tại vì quên chia sẻ với quý vị một số hình ảnh chị hai đứng ở trên xe vào cái buổi tối rời khỏi tòa chị hai để hình trái tim mặc bộ đồ thì không phải là cái bộ đồ từ năm 2021 nên ta việc không biết được đó là hình ảnh thiệt video thiệt hay là được ghép lại hình ảnh thì có thể ghép video thì hơi khó đúng quý vị nên nếu đó là một cái video thật sự của chị hai thì thưa quý vị không phải là một xã hội đáng buồn không phải là một phiên tòa đáng buồn đó là một sự lo ngại. Thay vì hy vọng rằng đó là những video được cắt ghép mà thôi. Thay vì xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. E. I love you.